Kính chào quý khán thính giả đến với kênh Nam Dương TV. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2021, cũng là ngày giỗ lần thứ 58 của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhân dịp này, nhiều hội đoàn ở Sài Gòn và vùng phụ cận đã đến viếng mộ của ông Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu ở Nghĩa Trang Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương. Sau hơn nửa thế kỷ, nhờ có sự phát triển của Internet và mạng xã hội, nhiều người đã có đánh giá lại những đóng góp của dòng họ Ngô Đình đối với sự phát triển của nền đệ nhất Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng như của đất nước Việt Nam. Nhân dịp này, trên Facebook của cha Nguyễn Ngọc Nam Phong có bài tiểu luận hay về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nam Dương TV xin được đọc hậu truyện cùng quý khán thính giả qua bài tiểu luận này. Lời dẫn, bài viết dưới đây là một bài xã luận của cha Lagaine Gagnon, dòng chúa cứu thế người Canada, nhằm phê bình một bài viết của nhà báo Lorenzo Barre đăng trên tờ L'Action, cho rằng nguyên nhân chính làm sụp đổ chế độ đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa là do các cuộc biểu tình của Phật giáo. Theo cha Gerard Gagnon, câu chuyện Phật giáo chỉ là cái cớ, còn nguyên nhân thì nhiều, trong đó có việc Hoa Kỳ bỏ rơi đồng minh, việc dùng người của ông Diệm và một vài chính sách không khoan nhượng của ông với đồng minh và phe đối lập gây bất bình trong nhân dân đã bị Việt Cộng lợi dụng triệt để. Ngoài ra không thể không kể đến tham vọng của giới chính khách bất tài nhưng nhiều tham vọng. Dưới đây là đoạn nói về cuộc đời của ông Diệm, những thành tựu mà ông đạt được, cùng cái chết bi thảm và sự nối tiếc của những người có chút liên quan tới cái chết của ông. Nhân dịp kỷ niệm 58 năm, Tổng thống Doan Ngô Đình Diệm cùng bào đệ Doan Ngô Đình Nhu tạ thế, xin gửi tới quý bạn quan tâm bài viết này, để thấy một linh mục dòng chúa cứu thế ngoại quốc am hiểu về tình hình Việt Nam như thế nào. Thật khó để nói cái gì là thật là giả. Những gì phổ biến nhất về ông, người đàn ông đã là tổng thống dân cử của miền Nam Việt Nam, là người đứng đầu chính phủ gần 9 năm. Người ta gọi ông là vị quan cuối cùng của triều đình, một nhà độc tài hay đơn giản chỉ là người đứng đầu nền dân chủ mà đất nước chưa bao giờ có. Những người cộng sản thì tố cáo ông là con rối của Hoa Kỳ, trong khi những nhân viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại trách ông là người quá châu Á và quá độc lập. Khi ông lên nắm quyền, chiến tranh đã chia đôi đất nước, nền kinh tế sụp đổ, những người cộng sản đã bắt đầu kế hoạch chống phá và xâm lược. Cả bạn bè và kẻ thù của ông đều không muốn ông cầm quyền lâu dài. Khi chấp nhận sự đầu hàng của Pháp ở Điện Biên Phủ vào tháng 5 năm 1954 và đồng ý ký vào Hiệp định Geneva 2 tháng sau đó, những người cộng sản tin rằng chưa đầy 2 năm sau, họ có thể tái thống nhất hai miền Nam Bắc dưới quyền lực của cộng sản mà không gây nhiều xáo trộn. Đây là nguyên nhân chính yếu để Cộng sản ký kết Hiệp định Geneva. Tổng thống Diệm được khen ngợi hết lời, nhưng cũng bị phê bình hết sức nghiêm khắc. Để hiểu điều này, cần phải biết một chút về quá khứ của ông. Cha ông là một nhà tri thức và là một quan lớn trong triều đình An Nam. Mẹ của ông, gốc gác dân thường, được giáo dục kỹ lưỡng theo truyền thống Nho giáo. Ngô Đình Diệm sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1901 tại Huế. Ông có 5 người anh em. Ông Ngô Đình Khôi, người anh cả, một vị quan đầu tỉnh đã bị Cộng sản giết chết cùng với người con trai năm 1946. Người anh thứ hai, Ngô Đình Thục, trước làm giám mục Vĩnh Long, sau làm tổng giám mục Tổng giáo phận Huế. Vào thời điểm ông Ngô Đình Diệm bị sát hại, ông đang tham dự Cộng đồng Vatican Đệ Nhị. Lúc đó ông đang ở Rome. Một người em khác là Ngô Đình Luyện, có vài năm làm đại sứ quán Việt Nam tại London, hiện đang sống ở bờ biển Bắc Phi, nơi ông đang phải vất vả để nuôi một đại gia đình. Trong số các anh em của ông Ngô Đình Nhu, người bị giết cùng với Tổng thống, là người bị công kích nhiều nhất. Ông là cố vấn của Tổng thống và không lâu sau đó, ông trở thành người lãnh đạo phong trào giới trẻ. Ông lên kế hoạch xây dựng các ấp chiến lược và trở thành người quyền lực nhất sau Tổng thống. Ông đã một lần cùng với vợ ông là bà Nhu và cô em gái bị Cộng sản bắt giam vài tháng, nhưng đã được thả sau khi đóng một khoản tiền chuộc. Người em thứ tư của Tổng thống là ông Ngô Đình Cẩn, Tổng đốc Huế. Sau cuộc đảo chính, ông đến xin tị nạn tại lãnh sự Mỹ, nhưng bị từ chối và bị di lý vào Sài Gòn. Mặc dù sức khỏe rất yếu do mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng ông vẫn bị trói vào cột xử bắn. Một trong số các chị em gái của Tổng thống cưới một thương gia, bà là mẹ của đức cha Thuận, giám mục Nha Trang. Năm 15 tuổi, Ngô Đình Diệm bắt đầu đi học để trở thành một sư huynh. Tuy nhiên, ông sớm rời khỏi nơi đây để vào học tại một trường trung cấp chuyên đào tạo các công chức.
Sau đó ông theo học tại trường luật Hà Nội và tốt nghiệp năm 1921. Với vị trí đứng đầu lớp, ông trở thành một quan tri huyện ở Huế và năm 28 tuổi, ông trở thành tỉnh trưởng Phan Rang. Năm 1932, ông nổi tiếng là một nhà quản trị tài giỏi. Ông được Bảo Đại bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Ủy ban Cải cách Hành chánh và một năm sau đó làm Bộ trưởng Nội vụ, đứng đầu các bộ. Sau 2 tháng, nhận thấy Bảo Đại quá nhu nhược, không thể chống được Cộng sản, ông từ quan. Và từ năm 1934 đến năm 1941, ông qua Pháp sống nhiều năm, tiếp tục giữ quan hệ với những nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa quốc gia. Năm 1944, ông trở về Việt Nam. Năm 1945, khi Việt Minh chiếm Huế, trên đường bỏ trốn, ông bị lộ, bị còng tay và bị dẫn ra tuyên quan trình diện Hồ Chí Minh. Biết được tài lãnh đạo của ông, Hồ Chí Minh đã cho ông giữ chức Bộ trưởng Nội vụ mà ông đã từng giữ dưới thời Bảo Đại. Mặc dù đang là tù nhân của Việt Minh, nhưng ông vẫn từ chối hợp tác với Hồ Chí Minh ngay cả khi tính mạng bị đe dọa. Ông đã giết anh tôi. Ông là một tội phạm. Không, tôi không biết gì về anh trai ông. Tình hình quá lộn xộn. Hãy ở lại và cùng tôi chống Pháp. Hồ Chí Minh giải thích. Có lẽ ông không biết tôi là người thế nào. Hãy nhìn vào mắt tôi. Phải chăng tôi là một người đang sợ hãi? Không. Vì vậy, tôi sẽ đi khỏi đây. Ngô Đình Diệm đã quay lại nhà tù. Ông được trả tự do sau những thỏa thuận giữa Pháp và Việt Minh liên quan đến các tù nhân chính trị. Năm 1947, ông qua Nam Ninh với hy vọng được những người Trung Hoa theo chủ nghĩa quốc gia giúp đỡ. Tuy nhiên, sự giúp đỡ này rất hạn chế. Năm 1950, ông rời Sài Gòn sang Hồng Kông, Tokyo và đi Hoa Kỳ. Sau thất bại của Pháp tại Điện Biên Phủ, Bảo Đại đã trao cho ông toàn quyền trên lãnh thổ quốc gia Việt Nam. Ông tới Sài Gòn ngày 26 tháng 6 năm 1954. Mặc dù là thủ tướng, nhưng ông không có quyền kiểm soát quân đội và tướng Hinh âm mưu chống lại ông. Ông đã khôn khéo tìm cách cách chức vị tướng này. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, 2 tuần sau khi ông thành lập nội các, Hiệp định Đình Chiến Geneva được ký kết giữa Pháp và chế độ Hà Nội. Việt Nam bị chia làm hai miền. Hồ Chí Minh gọi chế độ Cộng sản của ông là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ Hà Nội, ông kiểm soát khoảng 17 triệu dân. Miền Nam, thủ đô là Sài Gòn, có khoảng 15 triệu dân. Ngô Đình Diệm thừa kế một chính quyền quá yếu kém từ Bảo Đại. Chỉ 2 tháng sau thất bại của Pháp, chế độ đã bị lung lay. Hầu hết các ngành công nghiệp của Việt Nam nằm ở miền Bắc. Miền Nam hầu như chỉ duy nhất có nông nghiệp. Nhiều nhà quản lý người Pháp đã hồi hương, các cửa hàng của người Âu đã đóng cửa, hệ thống đường sắt và đường bộ trong toàn vùng bị cắt đứt và bị phá hủy, lương thực thực phẩm không thể vận chuyển từ nơi này sang nơi kia. Các nhà máy xay sát gạo tại Sài Gòn ngưng hoạt động vì không đủ sản lượng thu hoạch và du kích Việt Cộng không ngừng khủng bố khắp làng quê. Vũ khí lợi hại nhất của ông Ngô Đình Diệm là sự chính trực và kinh nghiệm quản trị của ông. Ông kêu gọi lương tri và lòng ái quốc của người dân. Ông được số đông dân chúng ủng hộ. Sau khi thành lập nội các một thời gian ngắn, ông đã đóng cửa các sòng bài, các ổ mại dâm và các lò thuốc phiện. Các chủ chứa mại dâm và bài bạc bị bắt. Lực lượng Bình Xuyên bảo kê cho những người này cũng bị đánh bại và đánh bật ra khỏi thủ đô. Trong 9 tháng đầu tiên lãnh đạo đất nước, theo Hiệp định Geneva, ông phải đón 1 triệu người di cư rời khỏi miền Bắc Cộng sản để đến miền Nam còn tự do. Ông lo dựng trại, xây nhà, cung cấp lương thực thực phẩm và tìm kiếm việc làm cho họ. Nhờ sự giúp đỡ của nhiều tổ chức cứu trợ của Pháp, Mỹ cũng như các quốc gia khác, ông đã thành công trước chướng ngại vật có vẻ không thể vượt qua này ngay trong những tháng đầu tiên cầm quyền. Daniel Lyon, một tu sĩ dòng tên đã viết, chỉ có phép lạ mới có thể giúp chế độ mới sống sót trước bao nhiêu khó khăn như vậy. Những người theo đạo Cao Đài và Hòa Hảo là những giáo phái có quân đội riêng. Ngô Đình Diệm đã từ chối thỏa hiệp với họ. Và sau khi đánh bại Bình Xuyên, ông đã tìm cách thuyết phục họ gia nhập quân đội chính phủ. Trong lúc Thủ tướng Diệm đấu tranh lập lại trật tự, ở nơi chỉ thấy toàn hỗn loạn, thì Bảo Đại lúc này đang sống yên ổn tại Pháp, cảm thấy bị mất quyền kiểm soát Việt Nam, nên đã gửi điện tín mời Thủ tướng Diệm sang Paris để báo cáo cho ông biết tình hình. Thủ tướng đã trả lời rằng ông không thể rời đất nước lúc này và đã mời Bảo Đại trở về Việt Nam. Nhà vua không muốn di chuyển. Ngày 23 tháng 10, trong một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức để xem dân chúng thích chế độ quân chủ hay dân chủ.
98,2% đã bỏ phiếu đồng ý thiết lập chế độ dân chủ ở Việt Nam. Năm sau, ngày 26 tháng 10 năm 1956, Hiến pháp được ban hành và Ngô Đình Diệm được đặt làm Tổng thống. Ông trở nên nổi tiếng, được coi như vị anh hùng dân tộc, người sáng lập quốc gia. Thành tựu. Từ tình trạng của một quốc gia thuộc địa đi đến tình trạng của một quốc gia dân chủ không bao giờ dễ dàng. Nhất là đối với Việt Nam, có quá nhiều nan đề tạo nên hoàn cảnh không chỉ xấu mà còn đáng thất vọng, như đất nước bị chia đôi, thiếu nhà máy công nghiệp, 1 triệu người di cư không nhà cửa, tài sản, các phương tiện truyền thống bị phá hủy, ruộng vườn bị bỏ hoang, lạm phát tăng cao, chiến tranh du kích lan rộng. Ngay sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, mỗi ngày có hàng ngàn di dân tập trung tại Sài Gòn. Thủ tướng Diệm đã cho xây dựng nhiều trại định cư khác nhau. Tại đó, các di dân có thể tìm được thực phẩm, chỗ ở. Trường học, trạm y tế cũng được xây dựng ngay tại vị trí trung tâm các trại. Ông cũng cho dựng nên các nhà xưởng để phát triển các ngành nghề thủ công. Nông nghiệp được khuyến khích và phát triển. Năm 1957, Tổng thống Diệm đã có thể nói diện tích trồng lúa từ 1.659.000 hectare vào năm 1954 đã tăng lên 2.625.369 hectare vào năm 1957, tăng 59%. Số lượng cây ăn trái cũng tăng 30% trong cùng thời kỳ. 300.000 tấn lúa đã có thể xuất khẩu. Từ năm 1955 đến năm 1962, sản lượng lúa tăng từ 2 triệu 8 tấn lên 5 triệu tấn. Năm 1965, Tổng thống Johnson đã tuyên bố rằng, bất chấp sự tàn phá của chiến tranh, miền Nam Việt Nam đã là một trong những vựa lúa lớn của thế giới. Từ năm 1954, miền Nam Việt Nam đã tăng gấp đôi sản lượng lúa, không chỉ cung cấp đủ lương thực cho dân chúng, mà còn là mặt hàng xuất khẩu thiết yếu của quốc gia. Một thành tựu tốt đẹp khác của Tổng thống Diệm là chương trình cải tạo nông nghiệp. Thời Pháp thuộc, người nông dân chiếm đa số nhưng phải chịu muôn ngàn khó khăn. 50% diện tích đất canh tác thuộc về 3 hoặc 4% dân số. Dưới thời Pháp thuộc, 80% ruộng đất do người nông dân canh tác, nhưng họ chỉ nhận được một phần rất nhỏ số hoa lợi mà họ đã làm ra. Nhiều trận đánh du kích diễn ra trên các cánh đồng, gia súc gia cầm bị giết, các công trình thủy lợi bị phá hủy và thanh niên được hai bên cùng tuyển quân. Gần 1 triệu nông dân bỏ thôn quê lên thành phố. Tại đây, họ làm thành một đội quân thất nghiệp, trong khi đất đai ở quê bị bỏ hoang. Chính quyền của Tổng thống Diệm đã đưa ra chương trình cải tạo nông nghiệp, trước hết bằng quyết định tất cả những ai có trên 254 công đất thì đều phải bỏ bớt một phần dư chia cho những nông dân không có ruộng. Công cuộc cải cách ruộng đất diễn ra nhanh chóng. Trong 2 năm, 26.120 hectare đất đã được phân bổ cho các nông dân để họ trở thành chủ sở hữu. Cuối năm 1959, 436.700 hectare đất đã được chuyển đổi và có thêm 119.000 nông dân được cấp ruộng đất. Ngoài ra, chính phủ còn đưa ra các biện pháp cần thiết để hiện đại hóa nông nghiệp, mua sắm máy móc, xe tải vận chuyển, hệ thống thủy lợi, nhà máy xay xác. Ngoài việc độc canh, nông dân còn được khuyến khích chọn giống, phân bón và những thứ có thể cho năng suất cao hơn. Trong tất cả các lĩnh vực khác, những thành tựu lớn cũng đã đạt được 3 năm sau khi nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước. Ông Diệm đã bình ổn được giá cả và thị trường. Liên quan tới giáo dục, năm 1954, số học sinh tiểu học là 477.581 em. Năm 1957, số học sinh tiểu học tăng lên 717.198 em. Năm 1963, đạt tới 1.174.020 em. Về các học sinh cấp 2, năm 1954 có 47.890 em, năm 1957 có 72.020 em, năm 1963 tăng lên 160.500 em. Đối với các học sinh sinh viên, năm 1954 có 2.109 em, năm 1957 có 3.823 em, năm 1963 tăng lên 17.345 em. Hơn nữa, dưới thời chính quyền Tổng thống Diệm, các trường kỹ thuật được khuyến khích phát triển. Một thành tựu to lớn khác của ông Diệm là các ấp chiến lược, Việt Cộng xâm nhập các làng, các vùng núi, dọc các con sông để tấn công và gieo mầm lật đổ. Tổng thống đã áp dụng một chiến thuật chống lại du kích cộng sản đã được áp dụng thành công tại Philippines và Malaysia. Vì vậy, năm 1961, ông đã bắt đầu gom các làng nhỏ biệt lập và các gia đình đơn lẻ vào các khu dân cư lớn
và chắc chắn hơn. Các khoản chi phí cho ngôi nhà mới và việc di chuyển do chính phủ chi trả, dự kiến kế hoạch đến năm 1963 sẽ có 11.864 ấp chiến lược. Ngay lúc ông còn sống, đã có 8.600 ấp được xây dựng, đảm bảo an ninh cho gần 10 triệu người. Mỗi ấp đều có binh lính, giếng nước và các bộ phận y tế. Mùa xuân năm 1963, chỉ một năm sau khi các ấp chiến lược đi vào hoạt động, với sự ngạc nhiên, ông Thompson đã cho chính phủ Anh biết rằng chính quyền Ngô Đình Diệm dường như đã xoay chiều và đang trên đà chiến thắng sự xâm nhập của Việt Cộng. Các quan chức Mỹ và Anh đã khẳng định rằng nếu miền Nam Việt Nam được hơn 9 năm bình yên dưới chế độ của ông Diệm, thì chiến tranh đã sớm được giải quyết. Cuối cùng, nhờ ông Diệm, vị thế của Nam Việt Nam giữa các quốc gia được tôn trọng. 52 quốc gia đã chính thức công nhận chính quyền của ông. 46 quốc gia đã ký kết quan hệ ngoại giao và đặt cơ quan đại diện của họ tại Sài Gòn. Nhiều hội nghị quốc tế đã mời miền Nam Việt Nam cử đại diện đến tham dự. Khi chúng ta nhớ lại tất cả những thành tựu này, và còn nhiều thành tựu khác nữa cũng đã được thực hiện, bất chấp những tấn công từ bên trong cũng như bên ngoài và vô số mưu toan nhằm lật đổ ông, chúng ta mới hiểu rõ hơn lý do vì sao Tổng thống Johnson ngày nọ đã có thể gọi ông là Winston Churchill của Đông Nam Á. Kết cục bi thảm. Ông Diệm đã đánh giá quá thấp về việc cần thiết phải tuyên truyền có lợi cho chế độ. Ông hơi ngây thơ khi nghĩ rằng chân lý tự chiếu sáng và rằng những kết quả tốt đẹp đã đạt được là lời chứng hùng hồn cho chế độ của ông. Đó là quên đi những hiểu lầm, những cách nghĩ xấu, những lời nói bóng gió ác ý luôn luôn có thể xảy ra. Và quả thật, một vụ việc phức tạp đã nảy sinh liên quan tới Phật giáo, vụ việc làm cho người ta kết án ông là người bắt hại đạo Phật, trong khi ông lại là một ân nhân rộng rãi của họ. Không thể phủ nhận rằng dưới chế độ của ông, con số các chùa đã tăng 200% và số nhà thờ chỉ tăng 30%. Chính phủ của ông đã cấp 12 triệu để xây chùa, trong đó có chùa Xá Lợi, nơi người ta âm mưu chống lại ông. Trong số 18 vị bộ trưởng, chỉ có 5 người là Công giáo. Trong số 38 tỉnh trưởng được ông bổ nhiệm, chỉ có 12 người là người Công giáo. Trong tổng số 113 nghị sĩ quốc hội, có 75 Phật tử. Các chủng sinh Công giáo phải đi nghĩa vụ quân sự, trong khi các nhà sư được miễn. Qua một đạo dụ, ông Diệm quy định rằng trên mặt tiền các công trình tôn giáo, không phải bên trong, quốc kỳ được ưu tiên hơn các cờ hiệu của tôn giáo. Đây là nguyên tắc cơ bản áp dụng cho mọi tổ chức và tồn tại khắp nơi trên thế giới. Giáo hội Công giáo đã đón nhận nguyên tắc mới này. Nhưng vì sắc lệnh được ban hành không lâu trước khi diễn ra các buổi lễ kỷ niệm ngày Phật đản, nên Tổng hội Phật giáo đã la toáng lên rằng họ đã bị đối xử bất công. Ngày 8 tháng 5 năm 1963, khi các buổi lễ được tổ chức tại Huế, cảnh sát đã muốn các điều khoản mới này phải được tôn trọng. Các Phật tử phản kháng, quân đội phải can thiệp, trong khi ẩu đả và khi màn đêm buông xuống, người ta nghe được những tiếng nổ. Tại hiện trường, 7 xác chết được tìm thấy, trong đó có 2 người là người Công giáo. Ngay lập tức, các hãng thông tấn quốc tế đã thuật lại rằng các nạn nhân này bị nghiền nát dưới bánh xe tăng. Một cuộc điều tra công khai xác nhận rằng họ tìm thấy những mảnh bom nhựa găm vào đầu các nạn nhân. Những mảnh bom này không phải của quân đội cũng như của cảnh sát miền Nam Việt Nam, nhưng là loại vũ khí Việt Cộng thường sử dụng. Nhưng dư luận thế giới đã dậy sóng. Và dư luận còn sục sôi hơn nữa khi ngay tại Sài Gòn, một nhà sư già đã tự thiêu trên đường phố trước mặt mọi người. Sau đó các vụ tự thiêu liên tục diễn ra. Một tổ chức lật đổ bằng cách kích động các nhà sư tự thiêu đã bị cơ quan an ninh vạch mặt. Tuy nhiên khắp nơi trên thế giới, Tổng thống Diệm đã bị coi như một bạo chúa ghê tởm, một người bách hại đạo Phật hung ác. Ngay những hãng thông tấn quốc tế khi khẳng định Phật giáo chiếm khoảng 85% dân số Việt Nam đã làm cho mọi người nghĩ rằng Tổng thống Diệm đã đánh mất niềm tin và sự ủng hộ cần thiết để tiếp tục cuộc chiến chống cộng. Trong thực tế, phần đông người Việt thờ cúng tổ tiên theo Nho giáo và một số theo Công giáo. Ngoài ra còn có những người theo tôn giáo vật linh, Cao Đài giáo, Hòa Hảo và Tin Lành. Chỉ chưa đầy 35% dân chúng có khuynh hướng theo Phật giáo. Mặc dù vậy, điều sai lầm vẫn được bảo lưu. Tại Hoa Kỳ, nhiều người cho rằng cần phải loại bỏ ông Diệm. Họ từ chối giúp ông về kinh tế, sau đó là những khoản tiền trợ giúp cho quân đội. Họ cũng buộc ông phải loại bỏ đội cận vệ đặc biệt của ông. Sau đó, ngày 1 tháng 11 năm 1963, một cuộc đảo chính quân sự đã xảy ra. Những đơn vị đảo chính nhanh chóng chiếm Dinh Gia Long
và ngay sau đó Tổng thống Diệm và người em trai Ngô Đình Nhu đã bị sát hại. Ngay lập tức, báo chí đưa tin rằng Tổng thống Johnson đã phải kín đáo thừa nhận việc giết hại ông Diệm là một trong những thảm kịch lớn của thời đại chúng ta. Ngày 3 tháng Giêng năm 1965, Thượng nghị sĩ Mansfield đã tuyên bố điều sau đây. Xin trích. Giờ đây chúng ta đang phải trả giá cho tội lỗi của chúng ta vì đã giết hại Tổng thống Diệm. Hết trích dẫn. Ngày 26 tháng Giêng năm 1966, Thượng nghị sĩ Mansfield còn nói với hai tác giả cuốn sách Cuộc khủng hoảng Việt Nam rằng sai lầm tồi tệ nhất của chúng ta là đã loại bỏ ông Diệm. Bằng sự chính trực, quyết đoán và tận tụy, Tổng thống Diệm đã làm được rất nhiều điều cho Tổ quốc. Ông là kẻ thù không đội trời chung của Cộng sản. Ông đã thu phục được lòng tin của dân chúng trong cuộc chiến đấu vì tự do. Có người đã so sánh ông với George Washington. Có một cuốn sách được viết để chứng minh rằng ông là một Salara của Việt Nam. Tờ tạp chí truyền giáo BC đã không cường điệu khi viết về Tổng thống Diệm rằng, xin trích, trong số những nhà lãnh đạo Á Châu, vị cựu quan chức triều đình này đích thực là một hiền nhân. Và đó là một tiểu luận của cha Gerard Gagnon, dòng chúa cứu thế người Canada. Quý vị nghĩ sao về thời gian 58 năm ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ vào ngày 1 tháng 11 năm 1963? Xin để lại comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì kênh Nam Dương xin thân ái kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Quý khán thính giả vui lòng nhấn like, subscribe và ấn vào cái chuông để có thể nhận được những clip mới nhất của kênh Nam Dương TV. Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông, hỏi bến thuyền không lái cũng không. Xe muối nặng nề thân vó ký, đường mây rộng rãi tiếc chim hồng. Vá trời lấp biển người đâu tá, bán lợi mua danh chợ vẫn đông. Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế, cắm xào đợi khách thủa nào trong. Đó là tâm sự của một con người khi nhìn về đất nước của mình. Tuy nhiên, khi nhận lãnh vai trò lãnh đạo đất nước, ông đã đem tất cả sở tồn làm sở dụng để phục vụ đất nước. Đồng thời, ông cũng đưa ra một cái nhìn chuẩn xác cho hướng đi của đất nước trong ngày mai. Ông nói, chúng ta hiện đang tiếp tục cuộc chiến đấu lớn lao để hoàn thiện nền độc lập của quốc gia chúng ta và để bảo đảm tự do của nhân dân chúng ta. Cuộc đời của chúng ta, tự do của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta và cuộc đời tự do và hạnh phúc của con cháu chúng ta đều phụ thuộc vào cuộc chiến đấu này. Nếu Việt Minh thắng trong cuộc đấu tranh này, quốc gia thân yêu của chúng ta sẽ biến mất và nước chúng ta sẽ chỉ được đề cập đến như là một tỉnh phía nam của Trung Cộng. Những tưởng cơn ác mộng bị Cộng sản nhuộm đỏ đã trôi qua, bởi sau 9 năm miệt mài với đất nước, chung vui với hạnh phúc và đau khổ với toàn dân, Cộng sản như đã bị tan bay trong mọi ngõ ngách ở miền Nam. Nhưng đến năm 1962, ông Diệm lại phải nói với người Mỹ rằng, các ông nên nhớ rằng, trên đất nước tôi trong 4.000 năm lịch sử, không có một chế độ nào đi theo quân đội nước ngoài mà có thể được nhân dân ủng hộ. Vì vậy, ngày nào quân đội Mỹ đặt chân lên đất nước này, chúng tôi sẽ mất chính nghĩa. Mà khi mất chính nghĩa thì các ông không thể nào thắng được và chúng tôi cũng phải thua theo. Ai cũng biết, tất cả mọi người thuộc mọi thành phần trên đất nước Việt Nam ấy đều biết. Hơn thế biết rất rõ, danh tánh của ông Ngô Đình Diệm như một ánh sao định mệnh, gắn chặt vào dòng lịch sử Việt Nam trong hậu bán thế kỷ 20. Chỉ tiếc, có một định mệnh nghiệt ngã đã đến trên quê hương này, và ánh sao ấy chỉ vừa đủ lóe sáng lên bầu trời như một dấu chỉ hoàn mỹ để vụt tắt, thay vì chiếu rạng dài lâu. Đến nay, hơn 60 năm sau chuyến đi của ông, đã có nhiều chuyển rời khác thường xảy ra trên đất nước Việt Nam. Trước hết, niềm mơ ước của ông cũng như ước mơ được tự do, độc lập và công lý của dân tộc trong ngày hòa bình đã không đến. Trái lại, ở đó là một cái cùm đỏ của Cộng sản do Hồ Chí Minh đem vào. Nó đã khóa chặt mọi người Việt Nam vào trong cảnh rên xiết cơ hàn từ hơn 40 năm nay. Ở đó đã không còn tự do, độc lập, nhân bản, nói chi là đến công lý. Hãy hỏi xem, đây là hình phạt do định mệnh khắc nghiệt gửi đến cho nhân dân nước Việt Nam, hay nó là kết quả được khơi nguồn từ cuộc phản bội của những kẻ nhận tiền làm đảo chánh và giết hại ông trong biến cố ngày 1 Tây tháng 11 năm 1963.
xem ra với khoảng cách từ năm 1963 đến nay, người ta đã có đủ thời gian và bằng chứng để minh chứng hay nhận định, đánh giá chuẩn xác về vai trò của ông đối với quốc gia và quốc dân Việt Nam trong thời gian ông tại nhiệm. Đồng thời cũng có đầy đủ những lý lẽ để soi tỏ mọi góc cạnh khi nhìn về công trạng của cái tập thể gọi là Hội đồng Quân nhân Cách mạng do Dương Văn Minh đóng vai trò chủ trì và nhận 3 triệu bạc Việt Nam thời bấy giờ để sát hại ông. Tiếp đến, người ta cũng có đủ những chứng minh cặn kẽ về vai trò của Thích Chí Quang, tên tự là Phạm Văn Bồng, sau đổi là Phạm Quang, một đảng viên Đảng Cộng sản được Tố Hữu đứng ra kết nạp, đã đẩy Phật giáo Ấn Quang vào trong các cuộc biểu tình bạo động trước và sau năm 1963 để đưa một Nam Việt Nam như một con rồng Á Châu đi đến nghiệt ngã, rách nát và đổ vỡ toàn diện vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 ra sao. Cuối cùng, sau hơn nửa thế kỷ, những người của hôm nay đã có thể nhìn rõ chân tướng của từng cá nhân, từng sự việc cũng như những dư âm chua chát hay những đảo điên bất thường trong lịch sử của Việt Nam do những kẻ có thể bị lên án là phản dân hại nước từ cả hai phía tạo ra. Đồng thời, người ta cũng có thể nhìn và đánh giá một cách chính xác về vị trí, thế đứng của Tổng thống Diệm trong dòng lịch sử Việt Nam hơn là những cái thùng loa chảo vỡ hôm nào múa rối. Đôi dòng tiểu sử. Tổng thống Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 tại làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, con của cụ Nhiếp Chánh Đại Thần Ngô Đình Khả và cụ bà Phạm Thị Thân. Tổng thống là người con thứ tư trong gia đình có 6 trai và 3 gái. Năm 1923, ở tuổi 22, ông được bổ nhiệm làm tri huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, rồi tri phủ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Năm 1929, ông được bổ nhiệm làm tuần vũ tỉnh Bình Thuận. Năm 1932, khi vừa 31 tuổi, ông được bổ nhiệm làm thượng thư bộ lại, tương đương chức vụ thủ tướng. Trong thời gian này, ông được bầu làm tổng thư ký ủy ban cải cách. Ông đề xướng hai điều, một là thống nhất Trung và Bắc Kỳ theo hòa ước Giáp Thân năm 1884, hai là cho Viện Nhân dân đại biểu Trung Kỳ được quyền tự do thảo luận các vấn đề liên quan đến sinh hoạt của đất nước nhằm canh tân lối cai trị cũ. Vì không được chấp nhận, ông từ chức ngày 12 tháng 7 năm 1933. Năm 1933, ông vào Sài Gòn cùng với Nguyễn Phan Long, Lê Văn Kim tổ chức phong trào trí thức miền Nam và Trung Kỳ, vận động chính giới Pháp tại Paris để đòi truất phế quan toàn quyền Đông Dương Pierre Pasqui. Việc không thành, ông bị Pasqui trục xuất khỏi Huế và chỉ định cư trú tại Quảng Bình. Tuy nhiên, sau cái chết của Pasqui năm 1934, viên toàn quyền mới là Eugene Huni Hobang đã phục hồi tước vị cho ông và để ông về dạy trường Thiên Hữu do anh trai Ngô Đình Thục làm giám học. Thời kỳ 1934 đến 1944, ông tham gia thành lập và lãnh đạo Đảng Đại Việt Phục Hưng chống Pháp. Tháng 7 năm 1944, ông Ngô Đình Diệm trốn vào Sài Gòn với sự giúp đỡ của hiến binh Nhật vì bị Pháp theo bám. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Bộ Tư lệnh Nhật ở Đông Dương đảo chánh, lật đổ nhà cầm quyền Pháp. Đại sứ Nhật Yokohama yêu cầu vua Bảo Đại tuyên cáo Việt Nam độc lập trong khối Đông Nam Á. Với tình hình mới, nhà vua mời ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng. Ông đã từ chối và cụ Trần Trọng Kim được đề cử thành lập nội các. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh. Việt Minh lợi dụng cuộc biểu tình của học sinh công chức Hà Nội ủng hộ chính quyền Trần Trọng Kim. Chúng đã tổ chức cướp chính quyền vào ngày 18 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội. Sau đó, Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Ông Ngô Đình Diệm trên đường từ Sài Gòn trở lại Huế đã bị Việt Minh bắt tại Tuy Hòa và đưa ra Quảng Ngãi. Sau đó, Hồ Chí Minh đã mời ông Diệm hợp tác với chính phủ, nhưng ông đã cương quyết từ chối. Khi ông bị giam tại Tuyên Quang do áp lực của Đảng Phái Quốc gia và Phó Chủ tịch Huỳnh Thúc Kháng, ông đã được trả tự do. Năm 1948, ông Ngô Đình Diệm lại từ chối lời mời thành lập chính phủ của cựu Hoàng Bảo Đại. Sau đó, ông xuất ngoại, đi vận động ngoại giao tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Pháp, Bỉ, v.v. Vì tình hình chiến sự suy sụp mau chóng sau khi thất thủ tại Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954,
Pháp muốn rút lui nên đồng ý trao trả độc lập cho Việt Nam. Trước tình thế bi đát, đất nước có thể bị chia hai, Bảo Đại đã kêu gọi lòng ái quốc và trách nhiệm của ông trước sự tồn vong của dân tộc. Ông nhận lời vào ngày 19 tháng 6 năm 1954, đúng 31 ngày trước khi Hiệp định Geneva chia cắt hai miền Nam Bắc đất nước ra đời. Ngày 24 tháng 6 năm 1954, ông Ngô Đình Diệm về nước thành lập chính phủ. Hội nghị Geneva vào mùa hè năm 1954 đã đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có câu chuyện về chiến sự tại Việt Nam. Kết quả, Pháp chấp nhận thua cay đắng sau chiến dịch Điện Biên Phủ. Tuy thế, Việt Nam cũng phải chấp nhận một cay đắng ngàn lần đau thương hơn Pháp, đó là đất nước này bị chia ra làm hai vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Họ đã lấy con sông Danh để làm ranh giới phân chia hai miền Bắc và Nam Việt Nam. Từ đây hai phần đất nước có hai chính phủ hoàn toàn đối nghịch nhau. Phía Bắc do Hồ Chí Minh lãnh đạo theo chủ thuyết Cộng sản, miền Nam với sự ra đời của chính phủ Ngô Đình Diệm theo thể chế Cộng hòa. Vào lúc ấy, hầu hết các quan sát phương Tây đều cho rằng Nam Việt không thể đứng vững và đương đầu với Cộng sản. Đã thế, nhiều người còn cho rằng cái khoảng thời gian ấy không chừng chỉ là đôi ba tháng hoặc nửa năm. Lý do, ngoài đôi bàn tay trắng, miền Nam còn bị chồng chất lên những đa đoan như nạn xứ quân và cuộc di cư của người miền Bắc tràn vào Nam. Tất cả đều cho rằng không ai có thể gánh nổi cái gánh quá nặng này. Những nhận định này được coi là chuẩn mực vào thời gian ấy. Bởi lẽ, phía nội bộ, khi nhận gánh trách nhiệm làm Thủ tướng Quốc gia Việt Nam, ông không có chút thực quyền nào đối với các lực lượng quân đội cũng như cảnh sát đang nằm dưới quyền của hai viên tướng là Nguyễn Văn Hinh và Lê Văn Viễn, tức Bình Xuyên, do Pháp hỗ trợ. Đã thế, hai lực lượng này còn liên minh với nhau nhằm chống lại ông. May thay, trong lúc khó khăn này, ông bắt đầu nhận được nhiều sự hậu thuẫn ở trong cũng như ngoài nước. Đặc biệt, Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower đã gửi công hàm cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm, cho biết từ đây chính phủ Việt Nam sẽ nhận viện trợ trực tiếp của chính phủ Hoa Kỳ thay vì phải thông qua nhà đương cục Pháp. Nhờ những hỗ trợ này, chỉ sau vài tháng nắm quyền thủ tướng, vào tháng 12 năm 1954, ông đã bãi bỏ quyền phát hành giấy bạc của Ngân hàng Đông Dương do Pháp quản trị. Thay vào đó, giấy bạc lưu hành trên lãnh thổ miền Nam sẽ do Ngân hàng Việt Nam mới thành lập phát hành. Tiếp theo, ông yêu cầu chính phủ Pháp phải trả lại quyền kiểm soát quân đội cho Việt Nam. Về sự kiện thu phục Trình Minh Thế, Trình Minh Thế sinh năm 1922, một số tài liệu viết là Trịnh Minh Thế, là một người theo chủ nghĩa quốc gia và là một tướng lãnh quân sự tài ba trong thời gian cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đầu cuộc chiến tranh quốc cộng Việt Nam. Vào tháng 6 năm 1951, Trình Minh Thế chính thức rời khỏi hàng ngũ giáo phẩm Cao Đài với chừng 2.000 người và thành lập lực lượng lấy tên là Liên minh chủ trương chống cả Việt Minh và Pháp. Tháng 9 năm 1954, Đại tá Lansdale, phái bộ Mỹ, và cố vấn Ngô Đình Nhu phát hiện tướng Nguyễn Văn Hình, Tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia, đang tiến hành âm mưu lật đổ Thủ tướng Diệm. Cùng lúc đó, quân Pháp nhận nhiệm vụ phong tỏa các lực lượng Cao Đài định tiến vào Sài Gòn giải nguy cho Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên, lực lượng liên minh của tướng Thế đã bất chấp khó khăn, họ đáp lại lời kêu gọi của Thủ tướng Diệm và tiến binh vào bảo vệ Sài Gòn. Từ thời điểm này, Nguyễn Văn Hinh dần mất binh quyền. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 tới tháng 5 năm 1955, tình hình tại Sài Gòn trở nên rất căng thẳng. Lý do là Thủ tướng Diệm kiên quyết tiêu diệt lực lượng vũ trang đối lập. Ông ra lệnh đưa các đơn vị trung thành, gồm 3 tiểu đoàn Nùng, rồi 2 tiểu đoàn Dù dưới quyền đại tá Đỗ Cao Chí, vào chấn đóng trong lòng Sài Gòn. Nhờ các đơn vị này, cộng với số binh sĩ của tướng Trịnh Minh Thế Cao Đài, đại tá Nguyễn Văn Huê Hòa Hảo và thiếu tá Nguyễn Văn Đầy Hòa Hảo, làm cho cán cân quyền lực nghiêng hẳn về phía chính phủ. Bộ mặt Sài Gòn dần đổi khác. Vụ dẹp loạn xứ quân. Lê Văn Viễn, tức Bảy Viễn, sinh năm 1904, là tên của một tên cướp lừng danh trước năm 1945, về sau tham gia tổ chức lực lượng vũ trang chống Pháp. Kế đó, trở về hợp tác với chính quyền Bảo Đại,
Bảy Viễn cũng là thủ lĩnh của lực lượng Bình Xuyên chống đối và bị ông Ngô Đình Diệm dẹp tan vào năm 1955. Trước đó, vào khoảng tháng 5 năm 1946, tướng Nguyễn Bình, tư lệnh Việt Minh tại Nam Bộ, ký quyết định phong Bảy Viễn làm khu bộ phó chiến khu 7. Mục đích của cuộc mua chuộc tướng cướp này đó là tách Bảy Viễn ra khỏi vị trí trực tiếp chỉ huy lực lượng Bình Xuyên. Chuyện không thành, sau này khi về hợp tác với Pháp, Bảy Viễn được tướng De La Tour gắn lon đại tá. Năm 1952, Bảo Đại phong Bảy Viễn cấp bậc thiếu tướng. Từ năm 1948, dưới sự đồng thuận của Pháp, lực lượng Bình Xuyên kiểm soát nhiều sòng bài, nhà thổ, tức gái mãi dâm, cùng với những thương cuộc lớn nhỏ khắp vùng Sài Gòn Chợ Lớn, trong đó phải kể đến Casino Đại Thế Giới, Casino Kim Trung, Bách Hóa Nouveau Cartinat. Sau Hiệp định Geneva, Bình Xuyên trở thành một sứ quân cát cứ trong quân đội quốc gia Việt Nam. Đến tháng 9 năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm cử Đại tá Dương Văn Minh thay tướng Trịnh Minh Thế, mở chiến dịch Hoàng Diệu, truy nã Bình Xuyên ở rừng Sát. Quân Bình Xuyên bị tiêu diệt. Lê Văn Viễn đào tẩu sang Campuchia, rồi lưu vong sang Pháp. Chiến cuộc tạm lắng, một cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 23 tháng 10 năm 1955 đã chấm dứt chính thể quốc gia Việt Nam. Chính thể mới, với tên là Việt Nam Cộng Hòa, được thành lập vào ngày 26 tháng 10 năm 1955 và ông được bầu làm Tổng thống sau đó. Hai năm sau, ông đi Hoa Kỳ. Tổng thống Dwight Eisenhower đích thân ra tận phi cơ đón chào với 24 phát súng đại bác theo nghi lễ. Tổng thống Eisenhower đã ca ngợi Tổng thống Diệm là Churchill của châu Á. Tổng thống Diệm đã đến thăm và đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Ông đã được tất cả nghị sĩ đứng dậy vỗ tay nhiều lần, đặc biệt khi ông xác minh rằng nếu Hồng quân Trung Hoa muốn vượt vĩ tuyến 17, biên giới của thế giới tự do gồm cả Hoa Kỳ sẽ là vĩ tuyến 17 do Việt Nam Cộng Hòa chấn đóng. Quý vị vừa nghe xong phần 1 của bài viết có tiêu đề Tổng thống Ngô Đình Diệm và con đường giang dở, bài viết của tác giả Bảo Giang. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các phần tiếp theo. Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 11, anh Chi muốn cùng với quý vị tưởng nhớ đến hai nhà chí sĩ yêu nước, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhung. Chính vì vậy, anh Chi muốn mời quý vị theo dõi bài viết của bạn trẻ sống tại Việt Nam với nickname Hoàng Khánh. Bạn ấy viết về Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm. Chúng ta hãy cùng theo dõi bài viết để thấy hình ảnh của một vị lãnh tụ vĩ đại, một vị cha già dân tộc kính yêu và hình ảnh của một kẻ tay sai bán nước Mỹ Ngụy, thuộc chế độ Mỹ Ngụy nó như thế nào qua bài viết của bạn Hoàng Khánh. Bạn ấy viết rằng hôm nay là ngày mất của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chúng ta hãy xem một người lãnh đạo miền Nam và một người lãnh đạo miền Bắc có gì khác nhau. Thứ nhất là tôn giáo. Ngô Đình Diệm là đạo Công giáo, còn Hồ Chí Minh thì vô thần. Thứ hai là trang phục. Ngô Đình Diệm những lần đón tiếp những nguyên thủ quốc gia nước ngoài thì ông vẫn mặc trang phục truyền thống Việt Nam. Quốc phục Việt Nam là áo dài khăn đóng, những ngày lễ, ngày Tết, ca sĩ nghệ sĩ hay mặc. Còn Hồ Chí Minh thì cả đời không bao giờ mặc trang phục truyền thống của dân tộc. Chúng ta hãy thử lục tung Google cũng chẳng thể thấy tấm hình nào mà Hồ Chí Minh mặc quốc phục Việt Nam. Ông ta toàn mặc đồ tàu thôi. Thứ ba là nhận viện trợ. Ngô Đình Diệm nhận viện trợ của Mỹ nhưng để phát triển kinh tế đất nước, xây dựng trường học, xây dựng bệnh viện, đầu tư vào y tế, giáo dục, học sinh đi học miễn phí, vào bệnh viện miễn phí. Còn Hồ Chí Minh thì nhận viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc nhưng là để đi phát động chiến tranh chứ không phải đầu tư vào y tế hay giáo dục. Và điểm thứ tư đó là làm kinh tế. Ngô Đình Diệm, nhà nước không nắm kinh tế phát triển tự do tư bản, người dân có quyền tư hữu những công ty xí nghiệp, nhà máy của tất cả những mặt hàng chủ đạo, nên có sự cạnh tranh phát triển. Nhờ vậy mà nền kinh tế hay thu nhập bình quân đầu người cũng đứng nhất Đông Nam Á, đứng thứ ba châu Á. Còn Hồ Chí Minh thì nhà nước nắm kinh tế, cải cách công thương nghiệp, làm kinh tế tập trung hợp tác xã,
Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, người dân không có quyền tư hữu nên không có sự cạnh tranh, dẫn đến người dân đói khổ, nghèo nàn, mua cây đinh ký thịt cũng phải đứng xếp hàng. Và điểm thứ năm đó là văn hóa cội nguồn. Ngô Đình Diệm thì lên làm lãnh đạo vẫn lấy tên họ của dòng tộc mình. Người ta vẫn gọi ông là ông Diệm, cụ Diệm chứ không phải là ông Ngô, cụ Ngô. Người Việt Nam xưng hô với nhau bằng tên chứ không phải xưng hô với nhau bằng họ. Còn người Trung Quốc xưng hô với nhau thì bằng họ chứ không phải xưng hô với nhau bằng tên. Còn Hồ Chí Minh thì không dám nhận vợ, không dám nhận con, chối bỏ tổ tiên. Các bạn thử kiếm trên cái thế giới này coi có vị nguyên thủ quốc gia, vị chủ tịch hay vị tổng thống nào lên làm lãnh đạo mà bỏ đi tên họ của dòng tộc mình không? Chắc chắn là chẳng có ai cả. Bây giờ các bạn lên làm lãnh đạo đi, các bạn có bỏ đi cái tên họ của mình không? Hoặc là nếu các bạn đẻ ra một đứa con đó lớn lên nó được làm lãnh đạo mà nó không có lấy tên họ của bạn đặt cho nó, thì các bạn nghĩ thằng con đó là người như thế nào? Có phải các bạn đẻ ra nó không hay là châu chó đẻ ra nó? Lên làm lãnh đạo mà không lấy tên họ của dòng tộc mình thì chẳng khác nào quăng cái bàn thờ tổ tiên ra đường, cả đời cũng không đi thắp được một nén nhang cho cha của mình, tức là mộ của ông Nguyễn Sinh Sắc ở miền Nam tỉnh Đồng Tháp ấy. Điều thứ sáu tôi muốn nói đó là mộ phần. Ngô Đình Diệm thì vẫn như bao nhiêu người khác, cũng chỉ khoảng 6 mét vuông ở Lái Thiêu thôi. Còn Hồ Chí Minh thì nguyên một lô đất vàng hơn 2 hecta nằm giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, tiền lương trả cho hơn 1.000 quân lính đứng canh và làm việc trong lăng cũng tốn mấy trăm tỷ một năm. Rồi tiền mỗi năm phải mời chuyên gia Nga về để tiêm hormone, bảo quản duy trì cái thi thể. Cộng thêm là tiền ngân sách trích ra cho các phái đoàn khắp các tỉnh thành mỗi năm đến ngày lễ về viếng thăm lăng Bác. Trung bình một năm tốn trên dưới cũng 1.000 tỷ đồng tiền thuế của dân. Điều thứ bảy tôi muốn nói đó là chính sách đất đai. Ngô Đình Diệm năm 1954, hơn 1 triệu người dân miền Bắc di cư vào miền Nam, chạy trốn chế độ Cộng sản. Chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm đã mua lại đất đai của những điền chủ để chia lại đất đai cho người dân, trả 20% tiền mặt, 80% bằng công cổ phiếu. Số công cổ phiếu đó được thanh toán dần trong vòng 10 năm. Hiện giờ mấy trăm ngàn hộ dân ở Thủ Thiêm và Lộc Hưng đang bị nhà nước quy hoạch giải tỏa, đó là những đất đai được chính phủ Ngô Đình Diệm cấp và ở cho đến ngày nay. Còn Hồ Chí Minh thì chính sách của ông là giết hết tất cả những điền chủ, những thương gia giàu có để lấy đất đai của họ chia cho người nghèo. Những người giàu có, những người biết làm kinh tế là tầng lớp tinh hoa của dân tộc mang ra giết sạch. Con số chính xác do nhà nước đưa ra là 172.000 người được quy vào địa chủ đã bị giết chết từ năm 1953 đến năm 1956. Một chính sách rất là tàn ác. Các bạn cứ vô YouTube, gõ vào cải cách ruộng đất sẽ rõ. Điều thứ 8 đó là truyền thông nước ngoài nhận xét về Ngô Đình Diệm là một người lãnh đạo kiệt xuất từ trí tuệ, đạo đức cho đến trình độ học vấn, có tầm nhìn xa trông rộng, một trong hai người lãnh đạo của châu Á được đứng trước lưỡng viện Hoa Kỳ để diễn thuyết, người còn lại là Nhật Hoàng. Còn Hồ Chí Minh thì tầm nhìn rất thiển cận, chỉ biết củng cố quyền lực cho cái đảng độc tài của mình và sự trơ trẽn nhất chính là đi tuyên truyền Hồ Chí Minh được Tổ chức Thế giới UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Danh hiệu đó là do Đảng Cộng sản tự bịa đặt ra để dạy cho học sinh, chứ vào trang chủ của UNESCO thì làm gì có cái tên Hồ Chí Minh. Nếu tổ chức UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới thì cái tổ chức đó nó sụp lâu rồi. Chẳng những không được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới mà ngược lại Hồ Chí Minh còn được xếp vào một trong 13 người lãnh đạo tàn ác, diệt chủng nhân loại. Cứ vô Google gõ vào 13 lãnh đạo diệt chủng nhân loại hoặc sự thật về Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ rõ thôi. Quý vị thấy rõ hơn tôi. Nhưng tôi thấy ông Ngô Đình Diệm đạo đức bao nhiêu thì ông Hồ Chí Minh vô đạo đức bấy nhiêu. Ông Ngô Đình Diệm, ông sống nếp sống khổ hạnh, ông sống nếp sống đơn giản, ông biết ông sống có trước có sau, ông biết kính nhớ tổ tiên, ông biết để yêu thương đồng loại, ông biết tha thứ cho kẻ thù, ông rất nhân từ với kẻ thù và ông cũng rất nhân từ với những người xung quanh. Ngay cả chế độ Cộng sản bây giờ ghét Việt Nam Cộng hòa là vậy, nhưng những sách báo của chế độ Cộng sản họ in ra mà bắt chúng tôi phải học,
Tôi cũng không thấy một sách nào của Việt Nam Cộng sản mà dám đưa được những bằng chứng và những nhân chứng công khai nói rằng ông Ngô Đình Diệm có một biểu hiện nào vô đạo đức. Không, đố thấy sách vở nào kiếm được một bằng chứng nào nói ông Ngô Đình Diệm có cái hành vi hay là lời nói mà vô đạo đức. Đang khi đó những người chung quanh ông Hồ Chí Minh ở miền Bắc, những lãnh tụ cộng sản ở miền Bắc, đến bây giờ rất nhiều người kể ra vô vàn vô số những việc làm vô đạo đức của ông Hồ Chí Minh. Ông không dám nhận vợ ông không dám nhận con ông không kính viếng tổ tiên ông lừa thầy, ông phản bạn, ông giết ân nhân của ông. Cái đó ai cũng biết. Mình có nhìn vậy thì tôi đây mới thấy mừng cho quý vị đã một thời được sống ở dưới một đất nước có một lãnh tụ đạo đức. Thiếu trí thức có thể bù đắp được, thiếu đạo đức không bao giờ bù đắp được. Cho nên tôi mừng cho quý vị đã được sống trong cái thời đấy với vị lãnh tụ của mình như vậy. Tôi thấy ông Ngô Đình Diệm là con người phải nói là rất yêu nước thương dân. Rất yêu nước thương dân. Hồ Chí Minh ở miền Bắc chúng tôi phải học Hồ Chí Minh và dạy rằng Hồ Chí Minh là người yêu nước. Nhưng tôi học lịch sử của chế độ Cộng sản dạy tôi và với cái óc phản tỉnh, tôi thấy rằng Hồ Chí Minh chả yêu nước, chả thương dân. Hồ Chí Minh chỉ yêu mình thôi. Hồ Chí Minh sẵn sàng bán nước buôn dân, làm lợi cho bản thân mình và cái đảng Cộng sản khốn nạn của ông ta thôi. Chứ ông ta chả thương gì dân gì nước cả. Ông ta cũng chả thương gì tôi cả. Vì vợ ông chả thương, con ông cũng chả thương. Đang khi ông Ngô Đình Diệm vì yêu nước, vì thương dân, ông đã từ bỏ lý tưởng riêng của mình. Ông đã muốn vào trong tu viện sống một đời sống tu trì thanh bình như chúng tôi đây. Và ông cũng đã nghĩ đến việc sau khi về hưu ông cũng lại trở lại nếp sống tu trì ở hình thức nào đó. Thế nhưng mà vì vận mạng quốc gia, vì yêu thương đồng bào, ông đã chấp nhận lời của quốc trưởng Bảo Đại về làm thủ tướng. Hành vi đấy là hành vi hy sinh cái ý riêng của mình, cái lợi ích riêng của mình để phục vụ cái lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, đồng bào. Cái đó đáng ca ngợi, tôn vinh muôn đời. Rồi vì yêu nước thương dân, ông đã làm mọi cái để cho đất nước được thịnh vượng, đời sống người dân được hạnh phúc. Các bài diễn văn chúng ta vừa nghe thì thấy. Chúng ta thấy ông Ngô Đình Diệm phải nói là người biết làm cho dân giàu nước mạnh, phải nói là người đã làm cho quốc gia được thịnh vượng. Việt Nam Cộng Hòa dưới thời ông Ngô Đình Diệm mình, cái này là sự thật lịch sử ai cũng phải nhìn nhận. Dưới thời ông Ngô Đình Diệm, Việt Nam Cộng Hòa là một trong vài quốc gia phát triển nhất ở Đông Á và người dân có đời sống vật chất cao nhất. Nói như tiếng bây giờ là có tổng thu nhập quốc dân tính theo đầu người cao nhất. Và thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa là được nói là hòn ngọc của Viễn Đông. Có thủ đô nào ở Á Đông lúc đó được như vậy không? Bằng những chính sách kinh tế của ông như cải cách tiền địa, cấp đất cho dân nghèo, bằng cái chính sách kinh tế phát triển tư hữu của ông, khuyến khích thương mại, khuyến khích phát triển thương mại công nghiệp của ông, và Việt Nam Cộng Hòa lúc đó no ấm thế nào? Bao nhiêu năm chiến tranh trước đó, ít nhất là 9 năm chiến tranh trước đó, đã làm cho đời sống vật chất của người dân Việt Nam suy tàn và khốn khổ. Với thời ông Diệm, kinh tế Việt Nam Cộng Hòa cất cánh bay lên, người dân ấm no hạnh phúc. Đáng khi đó chúng tôi ở miền Bắc Cộng sản, ông Hồ Chí Minh có biết làm kinh tế không? Ông Hồ Chí Minh với chính sách cải cách ruộng đất, với chính sách cải tạo công thương nghiệp, với chính sách hợp tác xã nông nghiệp, ông biến miền Bắc chúng tôi đang là một cái quê hương gọi là tốt đẹp trước đó
bây giờ dù đã bị chiến tranh tàn phá thì cũng vẫn tốt đẹp dưới thời quốc gia. Ấy thế mà từ năm 54 khi ông Hồ Chí Minh và đảng cướp của ông ta về, thì miền Bắc chúng tôi với chính sách cải tạo công thương nghiệp, với chính sách hợp tác xã, nông nghiệp, với chính sách cải cách ruộng đất, miền Bắc chúng tôi trở thành một địa ngục trần gian, người dân đói khổ lầm than không kể xiết. Ông Hồ Chí Minh đâu có biết làm kinh tế. Rồi nữa chúng tôi thấy ông Ngô Đình Diệm là nhà chính trị rất giỏi. Ông về trong hoàn cảnh hai bàn tay trắng như vậy, chung quanh chẳng có đảng phái nào hậu thuẫn, chẳng có quân đội, chẳng có công an. Ấy vậy mà ông ổn định được tình hình chính trị miền Nam, ông thu phục được nhân tâm, ông xây dựng được quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Ông thống nhất được lòng, ông gọi là thu phục được lòng dân. Và ông giành được độc lập cho Việt Nam Cộng Hòa từ tay người Pháp. Các cái bài diễn văn quý vị vừa nghe đấy thì thấy. Phải nói ông là nhà chính trị quá giỏi. Phải là bao nhiêu những nhà nghiên cứu cũng như những lãnh tụ chính trị trên thế giới đã nhận cái tài đó của ông Diệm. Và họ đã ca tụng ông Diệm đang lúc ông còn sống, chứ chẳng phải đợi đến chúng ta bây giờ. Ông là nhà chính trị giỏi. Và với cái nền đệ nhất Cộng Hòa, cái quyền chủ quyền chính trị của một đất nước đã giao vào tay người dân. Chính người dân quyết định vận mạng của dân tộc và đất nước mình. Bây giờ lịch sử Việt Nam mấy ngàn năm, hỏi rằng có thời nào người dân được tự do nhất, hỏi có thời nào mà cái chủ người dân nó thể hiện được cái quyền của mình nhiều nhất, hỏi có thời nào mà người dân kinh nghiệm về sự tự do nhất khi người ta sống ở giữa trần thế này, thì thưa đấy là thời Việt Nam Cộng Hòa do ông Diệm xây dựng. Nhưng mà cháu vẫn thấy, thưa quý vị, tôi vẫn thấy rằng là ông Ngô Đình Diệm là con người gọi là có cái ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc. Cái đó là cái rất cao đối với ông Diệm. Và tôi yêu mến ông vì lẽ đó. Ông có ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc. Ông có tinh thần gọi là tự lập tự cường. Ông có tinh thần tự lập tự cường. Có ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc. Hồ Chí Minh không biết vậy. Hồ Chí Minh lãnh tụ của chúng tôi ở miền Bắc không biết vậy. Phải nói là Hồ Chí Minh là rất là ngu dại. Ông Ngô Đình Diệm được đồng minh Hoa Kỳ và các nước viện trợ hậu thuẫn, nhưng ông vẫn có ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc, không để cho ngoại bang xen vào việc cai trị Việt Nam, không để cho ngoại bang xen vào việc làm những chính sách của Việt Nam Cộng Hòa, không để cho ngoại bang gọi là thò tay can thiệp vào việc điều hành Việt Nam Cộng Hòa. Và ông kiên quyết giữ cái chủ quyền dân tộc đó. Và ông biết làm thế nào tốt nhất cho dân đông, cho nước ông, tức là cho quý vị. Còn tôi học lịch sử của Cộng sản ở miền Bắc, họ dạy tôi từ bé cho đến lớn. Tôi thấy ông Hồ Chí Minh lãnh tụ của chúng tôi là rất ngu dại, mà gọi là nhu nhược, gọi là rất hèn hạ trước ngoại bang là Tàu Cộng và Nga Cộng. Nga Cộng với Tàu Cộng nó viện trợ cho một tí thì nịnh nó hơn nịnh bố, thờ nó hơn thờ bố, rồi kính nó không hơn là kính bố. Ông Ngô Đình Diệm làm mọi cách để bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc, bảo vệ dân sự quốc gia dân tộc, bảo vệ cái lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa bao nhiêu. Thì cái ông Hồ Chí Minh ấy, vì một tí viện trợ của Tàu Cộng Nga Cộng, vì một chút cơm thừa canh cặn, ông ấy sẵn sàng bán hết cả chủ quyền quốc gia dân tộc cho Cộng sản. Ông ấy bán nước, ông ấy buôn dân. Mà bằng chứng bây giờ nó sờ sờ ra đấy, cháu khỏi nói các bác cũng biết. Cho nên cháu nói này, đối với cháu á, ông Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc. Và đối với cháu, ông Ngô Đình Diệm là thánh nhân của dân tộc. Cháu nói là ông
Ngô Đình Diệm là thánh nhân của dân tộc Việt Nam. Những người Việt Nam nào có lương tri, họ tự nhận biết điều đó và họ kính ông ở trong lòng. Còn ông Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc, là kẻ phản dân hại nước, là kẻ bán nước buôn dân, là kẻ cõng rắn cắn gà nhà, là kẻ rước voi dạy mã tổ, muôn đời sẽ bị, lịch sử sẽ biết điều đấy. Vâng. Cho nên tôi nói với quý, tôi muốn thưa với quý vị thế này. Lúc nãy ai đó đọc một lời nói rằng ông Diệp nói tôi tiến, hãy tiến theo tôi lùi, hãy giết chết tôi chết, hãy nối trí tôi. Lời nói đó rất hay. Những người nào còn yêu nước Việt Nam, yêu đồng bào Việt Nam, những người nào còn có lương tri lo đến vận mạng dân tộc Việt Nam và tương lai Việt Nam thì hãy biết làm theo lời đó và hãy biết noi gương chí sĩ Ngô Đình Diệm. Và bây giờ ông chết rồi, ông chết hẳn. Ông chết, chúng ta đây sẽ quyết chí theo ông, nối chí của ông và bản thân cháu dù chả ân oán gì với ông cả. Ông ơi, chết từ lúc cháu còn đang ở cõi nào ấy, chưa sinh ra trên đời này. Nhưng ông là chí sĩ của dân tộc Việt Nam. Ông đã mang lại hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa một thời. Cho nên bản thân cháu, dù là tu sĩ, cháu cũng quyết chí theo ông. Xin cảm ơn quý vị. Ladies and gentlemen, it was a very touching speech of Reverend. Anh Chi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết về nhân vật Ngô Đình Nhu. Nhân dịp châu bản Triều Nguyễn được đón nhận bằng di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO vào năm 2017, xin được tri ân ông Ngô Đình Nhu, sinh năm 1910, mất năm 1963. Một trong những nhà lưu trữ hàng đầu của Đông Dương đối với việc gìn giữ di sản vô giá này. Tác giả bài báo, tiến sĩ Đào Thị Giếng, cán bộ nghiên cứu của Viện Sử học, là người có nhiều nghiên cứu giá trị về châu bản Triều Nguyễn. Sự thật lịch sử có sức sống rất mãnh liệt và mạnh mẽ hơn bất kỳ định kiến mang đầy tính thiển cận chính trị nào. Ngô Đình Nhu, nhà lưu trữ Việt Nam, thời kỳ từ năm 1938 đến năm 1946, tác giả Đào Thị Giếng. Tạp chí Xưa và Nay số 444 ra tháng 2 năm 2014. Từ trước tới nay, chúng ta chỉ biết đến nhân vật Ngô Đình Nhu, sinh năm 1910, mất năm 1963, với những hoạt động của ông trong lĩnh vực chính trị. Cuộc đảo chính cuối năm 1963 ở miền Nam Việt Nam đã chấm dứt chế độ gia đình trị của anh em nhà họ Ngô. Đã có nhiều bài phóng sự, nghiên cứu, sách, phim truyền hình của một số tác giả Việt Nam và nước ngoài lột tả nhân vật này dưới vai trò của một cố vấn chính trị. Nhưng ngoài vai trò đó, rất ít người biết rằng Ngô Đình Nhu là một trong số rất ít người Việt Nam tốt nghiệp tại một trường danh tiếng của Pháp chuyên đào tạo các lưu trữ viên, cổ tự. Đó chính là trường Cổ tự học quốc gia, École Nationale des Chartes. Cái tên Ngô Đình Nhu vẫn còn gắn với lịch sử lưu trữ Việt Nam đến tận hôm nay. Trong khuôn viên đẹp đẽ, sang trọng của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 tại thành phố Đà Lạt, có một biệt thự sang trọng hiện đang dùng làm nhà kho lưu trữ trung chuyển. Đó chính là ngôi biệt thự nghỉ cuối tuần của hai vợ chồng ông Ngô Đình Nhu và bà Trần Lệ Xuân thuở nào. Lịch sử sẽ đánh giá đầy đủ hơn về Ngô Đình Nhu với tư cách là nhà hoạt động chính trị. Còn bài viết này chỉ xin được cung cấp một số thông tin về Ngô Đình Nhu qua những hoạt động của ông trong lĩnh vực lưu trữ của Việt Nam, thời kỳ từ năm 1938 đến năm 1946. Ngô Đình Nhu sinh ngày 7 tháng 10 năm 1910 tại xã Phước Qua, Tổng Cự Chánh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong một gia đình quan lại theo đạo Thiên Chúa, là con trai út của ông Ngô Đình Khả, Thượng Thư Bộ Lễ dưới triều vua Thành Thái. Sau những năm tháng học tập dưới sự dạy dỗ của cha và giáo hội ở Huế, Ngô Đình Nhu sang Paris theo học tại các trường Đại học Văn Khoa và Ngôn ngữ Phương Đông.
Ông thi đỗ vào trường Cổ tự học quốc gia vào năm 1935 và tốt nghiệp năm 1938 với luận văn về lịch sử Việt Nam lần đầu tiên được bảo vệ tại Pháp có nhan đề Phong tục và tập quán của người Bắc Kỳ từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18 theo các du khách và các nhà truyền giáo. Luận văn của ông Ngô Đình Nhung đã gây được sự chú ý của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp và vì thế ông đã được nhận giải thưởng xuất sắc. Trở về Việt Nam với hai bằng lưu trữ cổ tự và cử nhân khoa học, Ngô Đình Nhu được bổ nhiệm lưu trữ viên cổ tự tại Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương ở Hà Nội. Ngay trong năm làm việc đầu tiên với chức danh quản thủ viên phó hạng 3 tháng 12 năm 1938, Ngô Đình Nhu đã được giám đốc Paul Boudet đánh giá là một lưu trữ viên cổ tự trẻ đầy triển vọng. Chỉ trong một thời gian ngắn làm việc ở Hà Nội, từ tháng 2 năm 1938 đến giữa năm 1942, Ngô Đình Nhu đã chứng tỏ năng lực của mình trong việc cộng tác với Paul Boudet và Rémy Bourgeois, phó giám đốc, biên soạn và xuất bản các tập 2, 3 và 4 của bộ Đông Dương Pháp chế toàn tập. Ngoài ra, Ngô Đình Nhu còn được Paul Boudet giao trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị tài liệu để tham gia các cuộc tổ chức được triển lãm tại Hà Nội và tại Huế. Không chỉ được nhận xét là một công chức trẻ có giá trị nhất, hội tụ những đức tính kiên quyết và thẳng thắn, có văn hóa rộng và một khả năng nghề nghiệp hoàn hảo, Ngô Đình Nhu còn được đánh giá là bằng chứng của một học thuyết uyên bác, một sự hoạt động không mệt mỏi, và ông đã trở thành một cộng sự quý báu của Paul Boudet. Niềm đam mê trong công tác chuyên môn, năng lực làm việc và sự cộng tác có hiệu quả của Ngô Đình Nhu đã làm sống lại trong Paul Boudet niềm tin vào kế hoạch sắp xếp lại các tài liệu các vương triều phong kiến Việt Nam mà Paul Boudet đã theo đuổi ngay từ những ngày đầu tiên khi đặt chân đến Đông Dương. Cũng là một lưu trữ viên cổ tự, tốt nghiệp tại trường cổ tự học quốc gia Paris như Ngô Đình Nhu, Paul Boudet rất coi trọng các nguồn sử liệu và biện pháp bảo quản chúng. Năm 1906, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tổng đốc và các viên chức bản xứ ở các tỉnh miền Trung đem tài liệu lưu trữ, trong đó có cả tài liệu của những năm Minh Mạng thứ nhất ra phơi nắng dưới trời nắng to để chống ẩm và đuổi côn trùng. Paul Boudet đã đặc biệt vô cùng quan tâm đến nguồn tư liệu vô cùng quý giá đang ở trong tình trạng không được bảo quản theo đúng phương pháp khoa học. Ngay từ thời gian đó, Paul Boudet đã muốn tiếp cận và áp dụng phương pháp phân loại của phương Tây với nguồn tài liệu này, nhằm làm cho chúng được khai thác, nghiên cứu và được sử dụng một cách có ích nhất. Sau nhiều năm cố gắng mà không có kết quả, mãi cho đến năm 1942, trải qua gần 5 năm cộng tác và chứng kiến khả năng đích thực của Ngô Đình Nhu, Paul Boudet một lần nữa lại quyết tâm thực hiện mục đích của mình. Tháng 9 năm 1942, mặc dù đầy nuối tiếc, nhưng Paul Boudet vẫn phải gửi Ngô Đình Nhu vào Huế để thành lập một tổ chức lưu trữ và thư viện ở Huế và tổ chức lại tài liệu của chính phủ Nam Triều vì Paul Boudet cho rằng đây là một sự nghiệp cần thiết và đầy hiện hách. Tuy chính thức trở về Huế vào tháng 9 năm 1942, nhưng trên thực tế, ngay từ tháng 2 năm 1942, Ngô Đình Nhu đã thống nhất với ông Trần Văn Lý, Đổng Lý Ngự Tiền Văn phòng của triều đình, một kế hoạch nhằm cứu Châu Bản đang được cất giữ ở nội các ra khỏi tình trạng bị hư hỏng nặng do không có người chăm sóc. Bản tấu của ông Trần Văn Lý xin đưa tất cả tài liệu trong nội các ra Viện Văn hóa để có nhân viên chuyên trách trông nom và xin đề nghị tổ chức một hội đồng để chỉnh đốn đã được vua Bảo Đại chuẩn y. Hội đồng này do Ngô Đình Nhu làm chủ tịch, làm việc theo một phương pháp thống nhất, kiểm tra châu bản, chia ra từng loại, sắp xếp theo thứ tự thời gian rồi đóng thành từng tập có tiêu đề rõ ràng. Trở thành quản thủ viên của cơ quan lưu trữ và thư viện Trung Kỳ ở Huế từ ngày 1 tháng Giêng năm 1943. Ngô Đình Nhu bắt đầu sự nghiệp mới của mình với không ít khó khăn. Chính trong thời gian thử thách với hai nhiệm vụ nặng nề này, Ngô Đình Nhu lại một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh của một người có học thức, một công chức đặc biệt, với phong cách làm việc đầy nghị lực, đầy năng động. Ngày 29 tháng 3 năm 1943, Nghị định tổ chức lại cơ quan lưu trữ và thư viện của Chính phủ Bảo hộ và Chính phủ Nam Triều do Paul Boudet chuẩn bị đã được toàn quyền Đông Dương ký ban hành. Nghị định quy định,
lưu trữ và thư viện của chính phủ An Nam được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp về mặt hành chính của Bộ Quốc gia Giáo dục và dưới sự kiểm soát về mặt kỹ thuật của quản thủ viên lưu trữ và thư viện, người được giao nhiệm vụ làm cố vấn cho chính phủ nhà vua trong mọi lĩnh vực có liên quan đến tài liệu và lưu trữ thư viện. Nhiệm vụ của cố vấn quản thủ viên này được giao cho Ngô Đình Nhu theo các điều 3 và 4 của dụ số 61 ban hành ngày 11 tháng 7 năm Bảo Đại thứ 18, tức ngày 11 tháng 8 năm 1943 do vua Bảo Đại ký về thành lập tổ chức lưu trữ và thư viện của chính phủ An Nam. Và ngày 29 tháng 4 năm 1943, sau hôn lễ với Trần Lệ Xuân, Ngô Đình Nhu bắt đầu cuộc sống mới tại nhà số 19 đường Alexandre Desroutes ở Huế. Trong thời gian 3 năm, từ năm 1942 đến năm 1944, với vai trò Chủ tịch Hội đồng Cứu Nguy Châu Bản và Cố vấn Kỹ thuật, Ngô Đình Nhu đã đóng góp một phần quan trọng vào việc tập trung tài liệu của 5 nguồn. Đó là Quốc sử quán, Tàng Thơ Lô, Nội Các, Viện Cơ mật trước đấy và Thư viện Bảo Đại vào cơ quan lưu trữ và thư viện của chính phủ Nam Triều. Riêng đối với số châu bản ở Nội Các, sau gần 2 năm làm việc dưới sự chỉ đạo của Ngô Đình Nhu, hội đồng đã làm ra được 3 bản thống kê bằng chữ Hán và Việt. Một bản dân ngự lãm, một bản lưu hồ sơ và một bản gửi cho Viện Văn hóa. Tiếp đó, hội đồng đã xin Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt để cung nghênh châu bản ra Viện Văn hóa. Tất cả châu bản sau khi thống kê đều được lưu giữ trên những kệ sách mới đóng và sắp đặt rất có thứ tự. Vô cùng hài lòng về những kết quả to lớn đó, Paul Boudet đã đánh giá Ngô Đình Nhu là một cộng sự hạng nhất. Vì theo Paul Boudet, Ngô Đình Nhu đã hội tụ được cùng một lúc văn hóa truyền thống không thể thiếu trong vai trò của một quản thủ viên lưu trữ hoàng triều và một khả năng hoàn hảo về nghề nghiệp nhờ có học thức uyên bác và vững chắc cho tổ chức lưu trữ và thư viện An Nam và lưu trữ của hoàng triều. Thật đáng tiếc là công việc đang tiến hành với kết quả ban đầu khả quan như thế thì xảy ra cuộc đảo chính Nhật-Pháp vào ngày 9 tháng 3 năm 1945, rồi chiến tranh kéo dài. Bao nhiêu tài liệu lưu trữ của hoàng triều đã bị mất, bị hỏng do thiếu người chăm sóc. Theo tục truyền, có rất nhiều châu bản được bày bán công khai tại các chợ Đông Ba, Bảo Vinh, Nam Phổ, Sam. Vì vậy, một phần lớn châu bản đã bị mất hẳn, không thể nào tìm lại được. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương đã có một sự thay đổi lớn về tổ chức, bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 năm 1945 bằng việc thải hồi các nhân viên người Pháp. Theo đề nghị của giáo sư Escudo, giám đốc mới của Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương, toàn quyền Đông Dương là Yuichi Tsuchihashi đã bổ nhiệm ông Ngô Đình Nhu làm phó giám đốc của Sở. Sau đó, Ngô Đình Nhu đã tới Hà Nội và đã có 3 tuần gặp gỡ với giáo sư Escudo trong cương vị mới. Ngày 31 tháng 7 năm 1945, được sự đồng ý của giáo sư Kudo, ông Ngô Đình Nhu đã quay lại Huế để tiếp tục công việc ở Viện Văn hóa. Cách mạng tháng 8 thành công, chính quyền cách mạng đã được thành lập. Ngay từ những ngày đầu tiên, lưu trữ và thư viện đã được chính quyền cách mạng quan tâm đến. Ngày 8 tháng 9 năm 1945, tức là chỉ 6 ngày sau khi Việt Nam tổ chức tuyên bố độc lập ở quảng trường Ba Đình lịch sử, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời ký 2 sắc lệnh có liên quan đến thư viện và lưu trữ. Sắc lệnh thứ nhất, sáp nhập các thư viện công, trong đó có Thư viện Pierre Pasquier, trực thuộc Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương và một số cơ quan văn hóa khác vào Bộ Quốc gia Giáo dục. Sắc lệnh tiếp theo, cử ông Ngô Đình Nhu làm giám đốc nha lưu trữ công văn và thư viện toàn quốc. Sắc lệnh này thể hiện chính sách trọng dụng nhân tài của chính quyền cách mạng Việt Nam. Sau chuyến đi công cán ở Thuận Hóa để tổ chức việc phân tán tài liệu của Viện Văn hóa theo sự vụ lệnh số 125/ND, ngày 4 tháng 3 năm 1946, Ngô Đình Nhu đã trở lại Hà Nội vào ngày 20 tháng 5 năm 1946, tiếp tục chỉ đạo công việc chuyên môn ở Sở. Tờ trình số 365 ngày 16 tháng 11 năm 1946 về công việc của Phòng Thư mục và Pháp chế của Giám đốc Sở Lưu trữ Công văn và Thư viện Toàn quốc gửi Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục với chữ ký tay của Ngô Đình Nhu là bằng chứng cuối cùng về hoạt động của ông trong lĩnh vực lưu trữ thư viện. Có một điều đáng tiếc là vì thiếu tài liệu, chúng ta đã không thể biết rõ quá trình chuyển đổi của Ngô Đình Nhu từ vai trò cố vấn kỹ thuật về lưu trữ thư viện sang vai trò cố vấn chính trị như thế nào.
Nhưng rõ ràng là bằng những công việc cụ thể được đề cập tới trong bài viết này, Ngô Đình Nhu đã để lại một dấu ấn không nhỏ trong lịch sử lưu trữ Việt Nam, thời kỳ từ năm 1938 đến năm 1946, đặc biệt đối với sự sống còn của tài liệu châu bản triều Nguyễn vô cùng vô giá của chúng ta. Và thưa quý vị, viết về nhân vật Ngô Đình Nhu đăng trên trang của Thái Bá Tân, nguồn Đại Việt Tàng Thư. Viết rằng, có một bạn hỏi, trong số các nhà lãnh đạo Việt Nam từ năm 1945 tới nay qua các thời kỳ lịch sử, ai là người có học vị cao nhất? Mình có nhắn trả lời như sau. Bạn dễ dàng tra Google để hỏi thì sẽ được giải đáp chi tiết, nhưng bạn đã hỏi tôi thì xin được nói vắn tắt. Các nhà lãnh đạo đất nước người Việt Nam từ năm 1945 cho tới nay, nếu xét về học vị có tính giá trị quốc tế, thì ông Ngô Đình Nhu là người đã tốt nghiệp cử nhân khoa học và lưu trữ cổ tự ở Pháp. Năm 1938, ông Nhu trở về Việt Nam với hai bằng khoa học đó. Không chỉ là học vị trên lý thuyết, ông Nhu là người kiến tạo chính sách cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ông ấy cũng là người đã tính đến những bước đi hòa hợp, hòa giải dân tộc rất cụ thể, sẽ trình bày ở dưới đây. Trong hòa bình, để tránh một cuộc chiến tranh tàn phá đất nước và chết chóc đẫm máu cho người Việt Nam. Rất tiếc, tài năng của ông Nhu rơi vào một giai đoạn không may cho dân tộc Việt Nam cũng như cho đất nước Việt Nam. Các bạn có thể tham khảo một chút về ông Ngô Đình Nhu qua bài viết của tác giả Phong Trần trong bài viết Cao Xuân Vĩ, lời nói của người trí thức trước khi chết, và tôi xin trích nguyên văn như sau. Sau đây là lời của ông Cao Xuân Vĩ, một người thân cận của ông Nhu đã tháp tùng ông trong chuyến đi gặp ông Phạm Hùng, một cán bộ lãnh đạo cao cấp trong chiến khu Cộng sản tại miền Nam Việt Nam. Hỏi, khi ông cùng với ông Nhu đi gặp Phạm Hùng ở Bình Tuy, ông Nhu có cho ông biết hai người họ bàn chuyện gì hay không? Đáp rằng lúc ấy thì không, chỉ biết chúng tôi cùng đến quận Tánh Linh, ở đây có một vùng do Cộng quân kiểm soát. Ban đầu cứ tưởng đi săn cọp như mọi khi, nhưng đến nơi rồi thì ông Nhu bảo chúng tôi ở ngoài, còn ông thì đi về phía trước độ vài trăm mét, có Phạm Hùng chờ sẵn ở đó. Sau này về nhà tôi cũng không tiện hỏi ông Nhu, nhưng qua những gì ông tự ý nói ra vào một lúc nào đó, thì nội dung câu chuyện trên một tiếng đồng hồ gồm nhiều điều cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Có một điều mà phía họ rất quan ngại, nếu không bảo là sợ, đó là họ rất sợ chương trình ấp chiến lược. Họ yêu cầu cho biết ai là người chủ trương và mục đích để làm gì. Ông Nhu trả lời, đó chỉ là chủ trương của chính phủ nhằm bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân, ngăn ngừa sự xâm nhập phá phách của du kích các ông. Các ông bảo cán bộ đừng tìm cách đánh phá làng xã thì chúng tôi sẽ bỏ luật 10/59. Cán bộ các ông có thể về sống với dân lành tại các ấp. Về các điều kiện để hiệp thương thì nhiều lần Tổng thống Diệm đã nói phải có 6 giai đoạn. Bắt đầu bằng việc cho dân hai miền trao đổi thư tín tự do, rồi cho dân qua lại tự do. Thứ ba là cho dân của hai bên được tự do chọn định cư sang bên kia nếu muốn. Thứ tư mới đến giai đoạn trao đổi kinh tế, ví dụ miền Nam đổi gạo lấy than đá của miền Bắc chẳng hạn. Qua được các giai đoạn đó rồi thì mới tiến tới hiệp thương và sau cùng là tổng tuyển cử. Có lần, ông Nhu tính với chúng tôi rằng, ông dự đoán rằng nếu cho dân tự do chọn nơi định cư, thì căn cứ theo tình trạng về tự do dân chủ tồi tệ và kinh tế kiệt quệ của miền Bắc lúc ấy, sẽ có khoảng 3 triệu người dân sẽ dần dần chuyển vào định cư ở miền Nam. Vì vậy, mình phải chuẩn bị đất cho dân. Ông cũng tính rằng hiện dân số miền Bắc có tới 23 triệu người, trong khi dân số miền Nam chỉ có 17 triệu người. Nếu có được 3 triệu dân Bắc vào định cư ở miền Nam, thì dân số hai bên sẽ cân bằng. Cử tự do với sự giám sát của quốc tế, thì chắc chắn là mình sẽ thắng. Thưa quý vị, tác giả Thái Bá Tân ở Hà Nội còn viết về ông Ngô Đình Nhu qua bài viết Cộng sản là thế đấy. Vừa mới có kỷ niệm, nhân Thư viện Quốc gia, 100 năm thành lập, niềm kiêu hãnh nước nhà. Chân dung các giám đốc của ta và của Tây được giới thiệu long trọng nhân dịp kỷ niệm này. Sau hai ông người Pháp, ông giám đốc thứ ba là một người nổi tiếng, Ngô Đình Nhu người ta. Ông Nhu không có ảnh, chỉ có tên. Vì sao? Chỉ mấy chữ đơn giản, như thế là thế nào? Khó không tìm được ảnh, một người đã nổi danh,
hay là sợ treo ảnh thì làm nhục cho mình. Muốn nói gì thì nói, đó là một sự hèn. Cộng sản là thế đấy. Nói sai, tôi chết liền.